Quay gần hết rồi. Quay nhiều đấy. Quay từ lúc sáng đấy, mấy tiếng đồng hồ rồi. Tí nữa áp cả tiếng đồng hồ lên đã. Rồi, cắt chưa? Review khu nghỉ dưỡng Riverside Lạc Sơn. Đây là phòng tiệc cưới. Được chưa anh? Được, kim bấm lan đây em. Kim bấm lan của em vừa nãy ở trong đấy. Đấy, đấy. Ừ, trong phòng em đứng chuyện đây. Nước cũng không việc gì. Anh đâu anh ăn. À từ từ chờ đưa để em uống. Em đưa đi giặt hết đi. Đã có điện. Ừ, anh cầm đây mà. Tầng 4 VIP 1. Đưa mày bán đây chứ.
chạy. Cái này con này là 4.4. Hôm nào cưới lại lần nữa bên đây được không? Cái này là 4 nhé. Anh Mạnh ơi. Cắm một thể luôn nhá. Chiều một mình đi phố, hồn không nắng không mưa. Nói làm cái dây xịn này chất lượng thế nhỉ? Mỗi tội hơi khó bấm. Bấm đầu cả nhau. Tí nữa nhét vào trong kia là vừa đẹp.
bao giờ anh em mình làm được cái nhà như này nhỉ? Hoàn chỉnh như thế này đi. Xương cam xanh này. Quên chuyện đã cây nhiều. Cho nó sát lên hay là cho nó ở dưới này? Cho nó ở dưới này nhé. Cho nó đều. Phải liền. Cái mày đéo cao. Anh cứ đạp thôi. Đéo chơi. Đây anh đạp cái gì cho nó an toàn. Cái xi măng tủ này đây. Được phải đây. Làm này, các cái đặc biệt đồng nào. Thế này có điện chưa vậy? Có rồi mà anh. Có rồi. Giấy của anh đi mà qua đằng đấy. Từ đây nó máy của anh rồi. Cũng qua này. Cũng qua nào. Hả? Có nhiều qua thế. Nhưng ngại đời ưa giàu sang, tôi muốn quên em như tình nghĩa của bạc vàng.
cho cái thịt. Thái là cái gì? Đây. Thịt kiện. Ok. Được. Được. Được.
nó phát ra ngoài nhiều quá nó còn đấy đúng không? Nó không tốt. Để thêm than đi. Em đây sếp ơi. Em đang Riverside. Vâng. Không anh ạ. Sao đây anh? Cứ chỉ đạo đi. Dạ. Không anh ạ. Mạng nhà anh bị sao đây? Để em kiểm tra xem nào. Được tặng 4 con à? Cả 2 con. Cứ một dịch vụ được tặng 2 con này à? Chẳng trong phòng hay chẳng ở ngoài? Trong phòng cả ở ngoài. Hay là bấm hai cái đầu này. Kim lúc nãy của anh Mạnh đâu nhỉ? Mượn thi. Kim đều đều á. Cắt trên mạng. Cuộc sống này quá bon chen, có thể mình là người không đơn.
Sếp ơi, sếp tắt đi bật lại giúp em với. Cái wifi này. Alo. Dạ. Thầy nhá. Vâng.
Mẹ rơi này to quá.